Xin chào mừng quý vị đã trở lại với kênh YouTube Minh Thu Official. Và hôm nay Đức Nhã, guitar Đức Nhã và Minh Thu sẽ gửi tới quý vị một bản nhạc của nhạc sĩ Phú Quang mà lâu lắm rồi Minh Thu không hát lại. Từ thời còn đi học là sinh viên của trường văn hóa nghệ thuật quân đội, và hôm nay sẽ nhờ tiếng đàn của Đức Nhã để cùng hòa lên bản tình ca mang tên Nỗi Nhớ. Cháy bốn bề anh ùa cháy.
nỗi nhớ không thể ra ngoài, nỗi nhớ đâu em. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.